Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện ở cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay cả nhà, thì Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái cục thổ này. Thì cách đây mấy ngày cả nhà, thì Lê Trung có thu phục một cái con quỷ. Con quỷ này thì nó cũng khá là ngang bướng. Lê Trung đã nhiều lần khuyên răng nó để Lê Trung giúp cho nó đi về chùa để cho nó tu, nhưng mà nó cứ không nghe và nó cứ liên tục tấn công Lê Trung. Thì sau khi mà khuyên nhủ không được như vậy đó cả nhà, thì bắt buộc Lê Trung phải thu giữ hồn phách nó vào trong cái bình hồ lô. Và Lê Trung đem về thì mấy ngày nay Lê Trung đã trì chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi cho nó nghe để làm giảm đi cái quán khí, cái ma khí ở trên cái người nó, để xem là cái độ giác ngộ nó như thế nào. Thì ngày hôm nay Lê Trung quay trở lại cái khu này, cái cục thổ này, để Lê Trung sẽ xem là cái độ giác ngộ nó ra sao, để Lê Trung sẽ giúp cho nó đi về chùa để nó tu hành. Và cái thứ nhất và cái thứ hai nữa thì sẵn đang trong cái dịp Tết này cả nhà, ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết rồi, thì Lê Trung cũng muốn là giúp cho nó được đi về chùa để được hưởng cái Tết được đầm ấm hơn, được no đủ hơn và được vui vẻ hơn cả nhà. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết năm 2024 rồi, thì Lê Trung cũng xin phép gửi lời chúc đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Lê Trung xin phép kính chúc cho cả nhà mình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc với cả nhà. Dạ rồi, thì trước khi mà Lê Trung thả cái dông này ra, cái dông quỷ này ra, thì Lê Trung vẫn như thường lệ thôi, Lê Trung sẽ đặt cái bàn nghi thức đó, rồi Lê Trung sẽ thả nó ra xem là cái độ giác ngộ của nó như thế nào, nó có chấp nhận để cho mình giúp hay chưa. Với lại thì cả nhà mình biết rồi, Tết nhất rồi, thì ở khu vực của Lê Trung thì nhạt nhòa nhiều quá, Lê Trung cũng khó đi làm, khó đi chẩn chỗ xa, cho nên là ngày hôm nay Lê Trung tạm ghé trở lại đây, Lê Trung thả cái dòng quỷ này ra luôn. Không biết là sau mấy ngày cho nghe chú Đại Bi rồi chú Lăng Nghiêm, không biết như thế nào rồi, có giác ngộ hơn chưa, có chịu mà để cho mình giúp hay chưa. Tiếp tục cũng cơm chay với lại là những cái phần bánh tết cả nhà, trái cây. Trái cây thì bữa nay Lê Trung đem theo có hai quả thôi. Là ít bánh mứt, bánh kẹo chứ, bánh kẹo Tết đó cả nhà. Thảo lèo rồi kẹo bắp rồi kẹo dẻo rồi kia, kẹo chuối nữa. Hy vọng là ngày hôm nay sau khi mà mình nhốt nó mấy ngày thì nó sẽ giác ngộ để cho mình giúp cho nó. Mà không biết là cái dòng quỷ này là có phải là con cháu gì của con xà tinh chúa hay không, mà thấy nó cũng hung hăng dữ lắm, mà nhìn mặt mày thì cũng ghê rợn. Để tí nữa coi như thế nào rồi Lê Trung sẽ hỏi nó coi nó có phải là con cháu gì của xà tinh chúa hay không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của con. Ngày hôm nay thì con cũng trở lại cái cục thổ này thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh còn đang đối khác lạnh lẽo phát vượng ở trên cái cõi Ta Bà này. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng xin nhờ thần lực của các ngài các ông để có thể là độ quá tốt cho cái vị vong quỷ mà hiện tại con đang nhốt thu giữ hồn phách ở trong cái bình hồ lô kim cang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì để trước khi thả ra thì chắc là Lê Trung sẽ hỏi nó cái là nó cái tình hình của nó như thế nào, rồi nó có giác ngộ chưa nha. Sao rồi, mấy ngày hôm nay ta cho nhà ngươi nghe chú rồi nghe kinh rồi đã giác ngộ chưa? Hả Tùng ơi, làm gì nhốt tao hoài vậy? Tôi nhốt ông ở trong đây là tôi để cho ông nghe kinh nghe chú để mà cho ông hồi hướng theo Phật để mà tu hành. Đó. Chứ nhốt ông ở trong đây xuống ít gì đó mà ngày nào cũng phải là trì chú, trì kinh cho ông nghe hết chứ xuống ít gì. Thôi, bản ngã của ông vẫn giữ như vậy không chịu phục phục đúng không? Đúng vậy. Giờ mày thả tao ra đi. Tao như mày nấu một cảnh nè. Mắc cười quá, chắc tôi rảnh quá tôi thả ông ra để đánh lộn với ông. Nay cũng là Tết nhất rồi, cũng phải biết giác ngộ đi để tôi đưa cho về chùa để mà hưởng Tết, hưởng xuân đâu. Không cần, nhỏ thì thả tao ra đi. Bây giờ sao mà ông cứ u mê vậy, không chịu giác ngộ. Chú là nghiêm mấy bữa nay là cho ông nghe là coi như là uổng phí à. Chỉ vô rảnh với tao thôi, tao không nghe cái tên á, chỉ ồn ồn thôi tao không nghe. Vậy là chú là nghiêm với chú Đại Bi là không có giúp được ông là buông bỏ cái quán quán hận của mình đúng không? Đúng vậy. Rồi bây giờ là nhất quyết là không chịu là giác ngộ để tôi giúp đúng không? Đúng vậy. Tôi gọi thả tao ra đi, đúng không? Bây giờ là tôi sẽ không thả ông ra, nhưng mà bây giờ là tôi sẽ cho ông biết cái gì là gọi được gọi là núi này cao còn có núi kia cao hơn. Nếu mà bây giờ tôi cho ông lại một lần cuối cùng, tôi hỏi ông một lần cuối cùng, ông có chịu để cho tôi giúp cho ông về chùa hay không? Không, không có đi đâu hết trơn á, nhỏ thả nó ra đi. Nếu đã vậy rồi thì ông đừng có trách tôi nha. Làm gì đó vậy? Tôi sẽ cho ông biết cái cảm giác mà bị thiêu đốt nó như thế nào. Đau đớn quá à. Bây giờ á, ông hãy buông bỏ hết tất cả những thù hằn, những uất hận của mình đi để tôi giúp cho ông, để ông không còn đau đớn nữa. Tao ra, buông ra, đau quá, à. Giờ sao? Giờ có chịu để cho tôi giúp không? Thả tao ra, mày giỏi lắm. Mày nhốt ra trong đây rồi cái mày tha hồn mày tha tấm đâu. Mày có giỏi thì mày thả tao ra đi. Rồi tao chứ mày quấn một cọng đi rồi mày biết cái gì. Vậy là cô... Mày có ố cho mày nhốt tao rồi mày tha hồn mày làm gì cũng được không mày? Vậy là bây giờ là nhiêu đây chưa đủ đúng không? Tôi sẽ cho ông là tôi sẽ cho ông là nặng hơn nữa để cho ông biết là cho ông coi thử cái ông còn cứng đầu nữa không? Sao? Có khuất phục chưa? Bây giờ là chịu khuất phục rồi đúng không? Đúng rồi, ta chịu khuất phục rồi. Rồi, đau lắm quá à. Đau quá.
Như lúc đầu khuất phục ngay lúc đầu thì đâu có phải chịu nữa là thêm cái cảnh đau đớn như vậy. Muốn khuyên cho ông là nhẹ cho nhẹ nhàng, ông lại không chịu. Phải chờ tôi ra tay thì ông mới chịu. Rồi bây giờ sao? Bây giờ là chịu đi về chùa chưa? Chịu. Bây giờ thả tôi ra đi, tôi đau đớn quá. Rồi bây giờ là khi mà tôi thả ra xong á, rồi tôi muốn nói chuyện thêm một xíu nữa, rồi tôi sẽ giúp cho đi về chùa để mà hưởng xuân hưởng Tết với là những cái dòng quỷ kia, những cái dòng quỷ mà trước đây tôi đã đưa về rồi đó. Hiện tại thì ở chùa thì các sư các thầy người ta cũng đang là cúng kiến đồ cho là trong cái dịp Tết này rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay ở trong cái bình hồ lô này là tôi không cho ăn uống luôn đó. Rồi sao? Rồi thấy đói khổ không? Khổ lắm, tao đói lắm, cho tao ăn đi, thả tao ra cho tao ăn đi. Rồi bây giờ là chấp nhận đi ra để mà giao tiếp với tôi đúng không? Đúng rồi, tao chấp nhận. Tao xin mày, mày tha cho tao, mày đừng có nhốt tao vô trong đó nữa, tao đau đớn lắm. Bây giờ mới chịu là xin xỏ hả? Ngay từ ban đầu là tôi muốn giúp cho ông á, thì ông chấp nhận đi là bây giờ là đã xong việc rồi. Cách đây mấy ngày là đã xong rồi. Tôi biết lỗi tao rồi, mày tha cho tao đi. Tao chấp nhận, tao đi về chùa về núi tu tu, tao không có ở đâu lại cái cõi này nữa đâu. Bây giờ tôi không cần ông quỳ, ông hãy đứng dậy đi và ngồi xuống cho đàng hoàng. Chứ tôi không cần ông quỳ trước mặt tôi. Rồi là ông là có phải là con cháu của Xà Tinh Chúa không? Sao mày biết hay vậy? Thì thầy Xà Tinh Chúa đã cũng đã được tôi đưa cho về chùa để tu hành rồi. Tao không tin đâu, đại dương của tao phép thật dữ lắm, làm sao mà mày đưa về chùa về núi được? Đại dương của nhiều người là cái giống cái đúng không? Đúng rồi. Mặt mày đó là dãy dốc không, rồi là đỏ lòm đỏ lét đúng không? Đúng rồi đó. Ta đã đưa đi cách đây mấy ngày rồi. Cho từng lễ 10 ngày rồi, nửa tháng gì rồi. Tao không có tin đâu, đại dương của tao làm sao mà bị người bắt được chứ. Ta là phép thật nó yếu là cho nên là mấy người bị người bắt thôi chứ. Đại dương tao không có đâu. Những người có nghe tà không bao giờ thắng chánh chưa? Cho dù là cho dù cho nhà người đại dương của nhà ngươi á, là có là ba đầu sáu tay cũng không bao giờ thắng nổi là chánh đạo hết. Và bây giờ nhà ngươi không tin cũng không được gì hết, mà ta cũng không có rảnh đâu mà đi lừa nhà ngươi. Không sao chứ hả? Đại dương của ta làm gì mà bị bắt đưa về trời về núi chứ? Đại dương của nhà ngươi bữa đó bị ta đánh sắc bất sân bang chợ đó mà ấy. Nếu mà ta không đưa được, tại sao ta biết là đại dương của người ngươi là Xà Tinh? Có khi nào đúng sự thật không ta? Chứ ta đâu có rảnh đâu mà ngồi đây để lừa dối người, dụ dỗ người để làm gì? Rồi ngươi luyện tà thật được bao nhiêu lâu rồi mà đầu cổ gì thế ghê vậy? Luyện cũng mấy chục năm rồi. Người thuộc lớp rắn gì mà luyện ra rồi cái đầu có sừng thì mỏ mồm gì nhìn thấy ghê quá à. Nó lục cái gì? Cũng vậy đó. Rồi, tự luyện hay là có thầy tổ gì không? Ta chỉ nghe là theo đại dương của ta thôi. Đại dương của ta hả? Chỉ cho ta luyện. Tại sao mà nhà ngươi là luyện tà thuật chi? Chưa là ma trong biển cho ta gì nè, là chúng nó thì á làm gì giờ phải luyện chứ sao? Bây giờ là ngươi là cũng là một cái lớp rắn mà bây giờ là có bị người đời giết hay gì không? Tại sao mà lại là muốn luyện tà thuật để mà đi trả thù người, hay là ngươi là
nghe lời sai bảo của con Sa Tinh Chúa. À, hồi đó tao bị cắt quan rồi, cái tao mới được gặp được á là đại vương của ta, đại vương của ta thu nhận của ta, cho nên là chỉ dạy cho ta. Vậy là ngươi bị người dị dương đã bắt ăn thịt hay gì? Đúng vậy. Chắn lục mà ai mà ăn thịt ta? Rồi đồng loại của nhà ngươi theo Sa Tinh đó bao nhiêu người? Bao nhiêu cá thể? Theo nhiều lắm, nhưng không hết đâu. Rồi chỉ có mới có mình nhà ngươi lại ngay chỗ đó thôi đúng không? Chỗ mà bữa ta thu phục ngươi đó. Đúng rồi. Rồi những cái cá thể khác ở đâu? Tản đi hết à. Đi nhiều chỗ lắm. Tản ra để mà tu luyện đó hả? Đúng vậy. Rồi tu luyện tính dự định tính chừng nào mới tấn công con người? Ta chưa có luyện thành. Nào mà ta luyện thành đi rồi ta hả? Tấn công những con người nào mà nào đó hả? Hay ta? Giờ nhà ngươi biết ai còn nhớ ai là trước đây đã ăn thịt mình không mà tấn công? Đúng á, mà ông mất đi rồi, còn đầu thai khác hả? Tao cũng giết nè, tao không có để. Cái thù hằn á của mình cao quá rồi á, là mình đi làm chuyện sằng bậy, làm chuyện không có đúng. Mà bây giờ tao nói cho người nghe, bây giờ nhà ngươi muốn trả thù người đời, trả thù người dương, mà bây giờ á ngươi đi là tàn sát sinh linh vậy, ngươi đi hại người là không có kiểm soát như vậy, thì ngươi biết là cái tội lỗi của nhà ngươi cao dữ lắm không? À, không biết gì hết. Trước giờ từ khi mà ngươi luyện tu luyện thành cái hình người về rồi, ngươi đã hại bao nhiêu người rồi? À, hại được 3 người rồi. Cũng dữ rồi. Vậy là những cái cá thể đồng loại của nhà ngươi là gồm là giống đực chấm cái đều đi theo cái Sa Tinh Chúa đó hết hả? Ừ, sao nữa? Rồi mấy ngày nay ta để trong cái bình hậu lô là ta cho nghe chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi rồi là không có lọt vô lỗ tai luôn hả? Ta không có nghe đâu. Thằng giờ ta đâu có nghe cái đó đâu mà biết, cho nên là ta không có quan tâm tới. Bây giờ ta nói cho nhiều người nghe, trước tiên thì bây giờ á ta sẽ để, nếu mà hiện tại giờ nhà ngươi đã tu luyện thành cái hình người rồi là chắc là dùng những cái thứ này được đúng không? Được, ta ăn được rồi. Ăn được rồi, bây giờ thì ta sẽ lui ra để cho nhà ngươi ăn đó, cho no lòng ấm dạ đi, cho biết là con người là vẫn có cái lòng tốt muốn cứu độ cho các cái vong linh vong quỷ, chứ không phải như nhà ngươi nghĩ mà ai cũng là xấu, ai cũng muốn sát sanh, ai cũng muốn là giết ma hại quỷ đâu. Đó, bây giờ ta sẽ lui ra để cho người dùng, rồi sau đó là ta sẽ đi vào, dùng xong đi ta sẽ vào ta nói chuyện với người tiếp.
Sao rồi? No chưa? Không no rồi. Rồi được người ta cúng kiến cho vậy ăn sướng không? Hay là giấc dưỡng khắp nơi rồi sướng hơn? Ăn ngon lắm, sướng. Giấc dưỡng nó khổ lắm. Rồi tốn trốn tránh tu ở trong rừng để mà tu luyện tà thực đều được sướng không? Tập cứ hướng gì vậy? Bây giờ cứ trống chui trống nhủi trong đó để tu luyện chi. Thôi bây giờ nghe lời tôi, về chùa để mà tu đi. Về chùa được sướng lắm. Hàng ngày là có người ta cúng cơm nước rồi người kia hai cử.
rồi nhang khói rồi hưởng vậy hưởng sướng hơn. Sao tao mà đi rồi tao bỏ đại dương của tao cho ai? Đại dương người đang tu ở trên chùa đánh chứ đâu mà có thiệt không? Tao nói thiệt chứ tao gạt ngươi làm gì? Là nãy giờ ngươi nói thiệt đó hả? Chứ tự ngươi tưởng tao nói giỡn hả? Ôi, vậy đại dương của tao đi rồi. Đại dương ngươi cũng chịu buông bỏ rồi. Tao nói cho ngươi nghe nè. Bây giờ ngươi ôm giữ thù hận với con người, rồi ngươi đi tu luyện tà thực tà đạo gì đó, ngươi hại người. Rồi ngươi nhắm ngươi hại người được không? Rồi ngươi hại hết những cái người, những cái người mà ở trên cái cõi ta bà này không? Đó. Chẳng những như vậy á, mà khi mà những ngươi đang luyện tà thực nhiều quá là ngươi đội nhận vô ngã quỷ á, đến cái lúc mà ngươi đó là không thể cứu vãn được thì bề trên cũng đã cho người xuống tiêu diệt ngươi rồi. Có tới đâu mà những ngươi là đi hại hết con người trên cái thế gian này. Và bây giờ cái nghiệp sát sanh đó, thì ai làm người đó vẫn chịu. Đó, họ mang cái nghiệp sát sanh đó, thì họ phải trả cái nghiệp sát sanh của họ thôi. Còn nhà ngươi bây giờ, nhà ngươi là bây giờ đã là một loài súc sinh. Đó, bây giờ là mình thì bây giờ tôi nói nghe em, mình đã mang cái nghiệp như vậy rồi thì bây giờ mình phải tu hành đi, tu tâm dưỡng tánh của mình đi, để khi mà mình đầu thai chuyển kiếp mình không có là vô cái nghiệp sát sanh nữa, mà mình sẽ trở thành một con người hay trở thành một cái gì đó khác. Chứ bây giờ là mình đã mang nặng cái nghiệp sát sanh rồi, nghiệp súc sinh rồi, thì bây giờ mà mình cứ vô minh mình rồi đi luyện tà thuật đồ này kia để hại người rồi được gì đâu, hại qua hại lại. Ví dụ như giờ ngươi hại con người đi, rồi con người cũng kiếm đường hại lại ngươi à. Khi mà ngươi hiện ra, ngươi bắt đầu là khi mà ngươi tu luyện tà thuật xong, ngươi bắt đầu là ngươi đi là đi hại người, thì tung tích của nhà ngươi dần dần cũng sẽ là được là cũng bị những cái người mà bị ngươi hại là tiết lộ ra, thì khi đó là cũng sẽ có các sư, các là pháp sư, thầy pháp rồi này kia là cũng tìm bắt ngươi à. Ôi, mình cũng đã di lão rồi, đại dương của ta đi rồi thì đã cũng đi luôn. Chứ ta không ở lại cõi này để ta luyện tà thật khác thật gì nữa đâu. Ta thấy hả, ở lại cõi này khổ dữ lắm. Rồi bây giờ là nếu đã vậy rồi thì bây giờ là ta sẽ giúp cho những người đi về chùa tu, về đó ráng mà tu, ráng học Phật, học Pháp, ráng học luật nhân quả, học đạo lý lẽ sống. Rồi mình ráng tu tâm tích cái đức của mình, tích thật nhiều phước đức đó, để mà mình chuyển kiếp rồi là mình tận dụng những cái gì mình đã học từ Phật Pháp đó, mình đối nhân xử thế đó, để mà mình đối nhân xử thế một cách tốt đẹp nhất, để mà mình hưởng được cái sự an lạc. Yeah. Biết rồi, ta sẽ buông bỏ hết để ta về đó ha, ta học Phật Pháp đồ. Rồi bây giờ thì giờ là hãy chắp tay lên đây rồi niệm giúp ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Rồi khi nào mà thấy trên đỉnh đầu có luồng sáng xuất hiện thì hãy đi theo cái luồng sáng đó mà đi về chùa đó mà tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, như cái nhà mình theo dõi video thì cái nhà mình cũng đã thấy, thì ban đầu á thì khi mà Lê Trung giao tiếp với cái dòng quỷ con cháu gì của Xà Tịnh Chúa đó, thì nó vẫn chưa chịu để mà giác ngộ, chưa chịu để Lê Trung giúp nó cả nhà. Rồi sau một hồi giao tiếp đồ này kia thì với lại là Lê Trung sử dụng một vài cái phép để mà nói chung là đánh nó để cho nó biết cái gì mà lợi hại hơn đó. Rồi đánh cho nó biết để mà nó biết là vẫn còn có người có thể là pháp thuật cao hơn nó, để mà cho kiểu như là cho nó bớt đi cái bản ngã háo thắng của nó
Rồi sau đó thì Lê Trung mới khuyên nó thì nghề này kia, thì cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận để cho Lê Trung giúp cho nó đi về chùa để cho nó tu. Cũng cố gắng làm sao mà ráng về chùa tu thật tốt để mà giải bỏ cái nghiệp quán của mình. Nói chung thì cái lớp con cháu đệ tử gì, cháu chắc chút chích gì của cái con sợ tinh chúa này là nghe là nghe cái dòng quỷ mới thì cái yêu tinh mới thì á, nó thì cũng còn nhiều đó chứ không phải ít. Tại vì cái con ngựa chúng ta sát sanh nó hại vật rất là nhiều, và đặc biệt nhất là cái loài rắn nữa. Loài rắn như cái nhà mình thấy đó, loài rắn là một cái là có rất là nhiều cái món ăn liên quan tới rắn, mà hiện bây giờ là nó đã trở thành cái món đặc sản nữa, mới ghê chứ. Đó, cho nên là họ người dân chúng ta rất là thích tìm rắn để mà làm thịt để mà ăn. Vì vậy thì hy vọng rằng là những cái thể rắn mà con cháu cái gì đó của sở tinh chúa đó, hy vọng rằng là bọn nó khi sau khi mà không có đại dương của nó thì nó sẽ buông bỏ, nó không còn tu luyện tà thuật nữa để mà nó không có hại được người dân của chúng ta. Chứ mà nếu nói về, nếu mà hết tất cả những con cháu, cá thể con cháu của nó sợ tinh chúa mà nó tu luyện hết, những cái con rắn mà đã bị chúng ta người dương chúng ta mần thịt ăn á, mà nó tu luyện hết chắc nó sắp chắc đầy cái trái đất này luôn á cả nhà. Dạ rồi, thì cái video ngày hôm nay thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc tại đây luôn cả nhà. Thì nhân dịp Tết đến xuân về rồi, thì nay ngày 4 Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nha cả nhà. Vậy Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.